Thưa quý vị, ngày xưa, người phụ nữ gắn liền với hình ảnh người mẹ tảo tần, người vợ đảm đang và những người vun vén xây dựng tổ ấm gia đình. Còn ngày nay, người phụ nữ không chỉ giỏi việc nhà mà còn đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển xã hội. Đặc biệt, phải kể đến trong đợt dịch COVID-19, một hội viên phụ nữ Đà Nẵng không quản ngại gian khó đã nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà đã tổ chức ngày hội không đồng trên địa bàn 7 phường thuộc quận. Ngày hội này là mô hình an sinh xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân có tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ các nhu yếu phẩm để giúp đỡ các gia đình khó khăn trên địa bàn quận. Đây là ngày hội không đồng thứ hai trong năm nay được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức. Thông qua hai đợt, hội đã kêu gọi, vận động và hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho những đối tượng thực sự khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 trên địa bàn. Cứ vào cái tình hình thực tế của người dân Sơn Trà hiện nay trong cái đại dịch COVID-19 trong năm 2021 thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận mới nghĩ ra cái hoạt động này nhằm hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân trên địa bàn của quận Sơn Trà. Gõ cửa từng nhà để tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 là cách thức mà Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khuê Trung đã và đang thực hiện. Theo đó, các chi hội phụ nữ thường xuyên mang loa di động đến từng điểm trong khu dân cư để tuyên truyền các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của thành phố, đồng thời đến tận nhà để kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Mưa dầm thấm lâu, toàn bộ người dân trong khu vực đều nghiêm chỉnh chấp hành, chưa có trường hợp vi phạm nào xảy ra. Riêng cái tuyên truyền của phường Khuê Trung á, thì phải nói là thật sự đã đi vào lòng dân. Thì cái tuyên truyền của phường Khuê Trung đã đi lại khắp nơi, ở trong tổ, trong khu phố để nhắc nhở bà con luôn luôn thực hiện, tuân thủ theo những cái quy định về phòng chống dịch nhằm để mà chung tay cùng với thành phố Đà Nẵng cũng như là bộ nhà và phường chúng ta xây dựng một cái vùng xanh để mà đẩy lùi dịch COVID. Chung sức với thành phố trong việc hỗ trợ người dân các tỉnh thành phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng, đông đảo hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Chiểu ai cũng tình nguyện tham gia, không quản ngại ngày hay đêm, mưa hay nắng để hỗ trợ hàng ngàn người dân mỗi ngày. Thì chúng tôi đều gửi những cái phần quà gồm thức uống, thức ăn, rồi thậm chí là ban đêm thì có những chị em hỗ trợ cháo, rồi súp, rồi kể cả là bánh bao nóng nữa để phục vụ cho bà con ăn ấm lòng để trở về quê hương. Ngoài những hoạt động trên, trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố cũng đã có rất nhiều mô hình hoạt động thiết thực, ý nghĩa để hỗ trợ bà con vượt qua dịch COVID-19, góp phần chung tay xây dựng một Đà Nẵng vừa an toàn và vừa đảm bảo an sinh xã hội.